Hôm nay thì được một bác ở dưới tỉnh Tiền Giang giới thiệu cái anh làm tại hồ nhưng mà bị tai nạn lao động nên bị liệt nửa người các bạn. Hôm nay thì mình từ thành phố đi xuống thăm anh. Cái nhà bên này nhà của ai chú? Là cái nhà của bà đó, bà bị tâm thần đó, bà đi bệnh viện rồi đó. Này. Bên đó là nhà bà. Bên này tôi nóng có chịu nổi. Dạ. Cái bà chịu nổi rồi, che bên đó bà già bà ở. Ồ, cái che bên đó mọi người bà ở được á hả? Mà coi cái thấy, ta đi chơi chú không, ta thấy ta hết biết. Bà bị thần kinh vậy rồi chú tự nấu, chú ăn sinh hoạt rồi. Vậy như chúng tôi đi chị Thành gì á, có khi nào mà em gõ cho nó cơm phụ ảnh. Dạ. Để con coi quay bên trong cái nhà đó coi. Dạ. Rồi rồi để cho. Dạ chào con. Cái này là mình bị tai nạn sao à chú? À, anh đó anh đi nghèo, nhà nghèo này đi lao động trên thành phố á, dạ. Đi xây dựng. Dạ. Rồi cất nhà lên trên lầu 3 té xuống, kiểu như nhà cất mà lót gạch hết rồi. Dạ. Rồi cầu thang kiểu như là lót đá qua cương rồi nhưng mà chưa làm lan can. Dạ. Rồi trên thì đang làm bê tường á, rồi ở trên đó thì làm trước xuống, làm xuống trên đó, mình lên đó quét dọn cho sạch ăn rồi ngủ, tại vì trên đó nó còn dưới này bụi nó rớt xuống dưới này dơ. Dạ. Thì chiều đi lên mới tới trên lầu 3 là tuột máu, tối tăm mày mặt là bật nửa ra là rớt xuống tự té luôn. Rồi chở đi qua bệnh viện rồi người ta nói là té chấn thương đốt sống mà bị chèn ép dây thần kinh tê liệt tứ chi. Mà nhà nghe rồi hồi đó nó bác sĩ hỏi bây giờ có khả năng mổ không mà tại không có bảo hiểm á. Dạ. Rồi hỏi bao nhiêu bác sĩ nói không có bảo hiểm là mổ khoảng 100 triệu, mà mổ là không chắc cứu là đi được, chỉ 50-50 thôi. Rồi thành ra rồi nhưng phần không có tiền nữa rồi không mổ, rồi về mà hồi chú về là không có nhúc nhích gì được luôn, rồi tự nằm rồi chú nè, về mình mấy nó ghẻ chóc hết trơn, nó dơ nó ghẻ chóc dữ dằn lắm, rồi từ từ chú lăn qua lỡ luôn, rồi từ từ chú lăn qua lăn lại được đỡ là nay đỡ được chứ hồi mới về là ngón tay không nhúc nhích được luôn, là mình tự mình ngồi lên dậy được. Rồi sao bây giờ chú ngồi nó cũng chạy chùa, tại vì chú chịu dò vô đây. Dạ. Chú mới gồng chú bật lên, mà có khi nó té qua có khi nó té lại chứ là chưa có bật lên để mình ngồi vững được. Ở đây thì chú sống với ai? Thì có với bà già đó thôi. À, bà già là bà mẹ hả? Bà mẹ mà bà bị nó thần kinh có không ổn định, có khi lúc dày rồi có khi lúc thì cũng bình thường, rồi có khi lúc cũng thần kinh rồi nói tùm lum hết trơn vậy. Dạ. Nhưng mà cũng có lúc tỉnh có lúc ấy chứ không phải là thần kinh luôn. Nhưng có khi là cũng đi đâu từ sáng đi chi cũng không có phá phách gì, nhưng mà đi chơi thôi, lại vòng vòng con cháu chơi, có khi tới chiều tối mới về. Rồi thành ra rồi anh em rồi mua đồ cho để đây tự rồi kiểu như nấu ăn vậy đó. Rồi là mẹ giờ đi chơi rồi tối mới về hả? Không, mẹ bây giờ mấy bữa nay rồi già bà nói là trong mình mệt chịu không nổi, rồi mới nhờ mấy đứa em á chuyển qua bên nằm bên bệnh viện Tân Thạnh á. Rồi nhập viện mấy bữa nay, bởi mà cũng có mình bệnh, cũng mình không ai chăm sóc hết. Dạ. Thì cũng qua bệnh cũng nhờ vòng vòng đó vậy, đi vậy tiền đâu mà cho mẹ đóng viện phí với mẹ lại anh bảo xin hỏi hiểm, tên tuổi bạn là tám già này tám mấy à. Dạ. Còn anh tiền đâu mà sinh hoạt được, và thì giống như ai có anh Bảy bên đây hồi anh về té đóng cũng còn thiếu tiền viện, rồi anh Bảy bên này anh xuống. Yeah. Anh đem xuống cho mượn tiền xuống đóng tiền viện với rồi về, nói chung là cũng thiếu hụt rồi sinh hoạt cũng mượn anh nay chắc còn thiếu anh cũng 8-9 triệu, bán đất còn miếng đất nó bán là trả không đủ. À, miếng đất bán bao nhiêu? Miếng đất này bán hồi đó 2-mấy triệu mà trả không đủ. Là miếng đất ở ngoài đây ha? Miếng đất người ta múc đó, người ta chuẩn bị đó. Dạ. Còn anh còn có 10 thước, 10-mấy thước đây à. À. Anh bán lên tới đó rồi thôi mà trả không đủ, rồi còn thiếu anh 8-9 triệu. Rồi anh ăn có gì thì anh đem qua anh cho. Rồi như thuốc men rồi uống 3 cái thuốc trên An Giang á, tháng
một bịch là 350, mà anh cho mượn, cứ hết thuốc thì anh cho mượn rồi. Cứ như ai có ai cho thì trả ảnh, mà anh nói thôi để đó mua đồ ăn đi. Rồi trả anh không lấy nơi có 1-200 trả gì thôi, em để đó đi rồi. Có gì thì ấy anh tính, chứ giờ em giờ vậy cũng có mần gì đâu. Bà già cũng đâu có mần gì được, bà lớn tuổi đâu có mần gì. Ở đây địa chỉ là bao nhiêu? Ấp Đài Loan Nam, xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tỉnh Long An. Dạ. Yeah. Yeah. Giáp với Tiền Giang hả? Giáp Tiền Giang, ngay bi cơm thù của Tiền Giang. Yeah. Giáp với xã Hồng Mỹ Bắc B của Tiền Giang. Chú có số điện thoại không? Có. Chú có thể đọc được. 0336929606. Chú tên gì? Tên Mai, Võ Văn Mai. Võ Văn Mai. Ở đây có số điện thoại của chú Mai thì các bạn, các anh chị có nhà ý muốn giúp đỡ thì có thể liên hệ với chú Mai trực tiếp để trao đổi. Đây là cái nơi mà chú Mai đang sinh sống, đang ở căn nhà hơi bị lụp sụp các bạn. Trời mưa rồi chắc nó dột hả chú? Chú Mai dột nó tạt rồi, mới nhờ người ta kéo cái giường xích qua đây chứ bên đó nó tạt, mưa nó tạt. Trên này hồi đó tình thương người ta cho ông già đó. Là chỗ này hả? Cũng mười mấy năm cái nhà này, đó tình thương người ta cho 5-6 triệu gì đó, mà nay mười mấy năm rồi. Dạ. Trên đó thì nó thấy nó lủng hết rồi, tại dưới này dòm lên vậy chứ là nó mục hết ra. Ví dụ như mà tối đi ngủ thì sinh hoạt như thế nào? Ở đây, chú ở đây, chú cũng chỉ vòng vòng đây thôi, chú tự nấu nước, chuyện này em, mấy em nó truyền nước vô sẵn đây. Đó, như chú đi đáy thì đáy vô cái ống đó nó chảy ra ngoài đó. Yeah. Còn chú đi cầu thì chú đi ở đây. Yeah. Rồi cái chú lấy cái cây chú đít mạnh ra ngoài điều rồi đó. Yeah. Chứ đâu, chú đâu có đi được quốc nào đâu. Anh bãi qua anh làm cái cây anh dịnh đi mà đi không được. Chứ bây giờ là gán lắm là đứng lên chừng lẹ, là chậm lắm là lẹ, chậm lắm là chừng 3 phút. Yeah. Là phải ngồi xuống chứ thôi nó sụp. Sụp. Nhưng mà phải chịu hai tay mới đứng được vài 3 phút. Khi mà mình bị cái tai nạn như vậy á, thì cái bên phía công trình hay là những người nó có giúp đỡ gì không? Công trình này không có, không có cho, tại công trình này nó cũng như là cái bên kia lãnh thầu rồi mới đưa lại cho cái em này, cái cũng nghèo đưa lại cái em này bắt đầu nó mới làm á, thành ra là nó không có cho công cán gì hết, là nó không có bảo hiểm gì, nó không có phụ cho được chiều nào, tại vì gia đình nó cũng nghèo. Yeah. Kiểu như là nó ra nó lãnh thầu là nó mang tàu thầu chiên á, té xuống là anh nói chết thôi, tại vì hồi té là anh tối tầm mặt nó tuột máu á, bật nữa là nói trời ơi chết, là nó rớt xuống như này là anh không biết, mà nó hên cái lúc mà tuột máu là mình biết đúng không? Nó bật ngửa ra là anh biết té, biết té, nhưng mà không kìm lại được, không có kìm cái gì được, rồi là mà dưới dưới này là chết, tại vì nói là chết thôi chứ là đâu có nói sống, tại dưới này là gạch cũng lót rồi mà, nhưng mà nó trúng mấy cái bao bột bê, mấy bao bột để cái tường nó rớt xuống mấy bao đó, mà rớt xuống cũng không biết. Rồi vô bệnh viện bắt đầu nó mới băng bó xong, rồi bắt đầu nó chuyển qua bệnh viện kia, lúc chuyển qua tới bệnh viện kia bắt đầu lúc đó mới tỉnh lại. Cái lúc đó thì mình lên thành phố làm được là bao nhiêu tháng rồi, hay là bao nhiêu năm? 5-6 tháng. Năm sáu tháng. Năm sáu tháng rồi bị. Tôi thấy một hoàn cảnh vậy rồi, tao mới về tao báo với chị. Nói chung là anh cũng có gia đình mà cũng chia tay bà xã này cũng có mấy năm rồi. À, chia tay trước đó rồi. Có đứa con thì nó cũng tới lui, nó về nó thăm, nhưng mà nó tại vì còn sống với mẹ nó, ở chung với mẹ nó, thì nó về chơi đây chứ nó cũng không có phụ giúp. Con nhiêu tuổi rồi anh? Nay 29 tuổi. 29. Làm thành phố luôn? Làm thành phố, tại mẹ hồi đó ở thành phố. Anh thôi á. Thôi nên đi về mẹ. Hồi đó ở với chú là học được lớp 7. Rồi mẹ em đi xin gì trển. Tại vì thấy gia đình cũng nghèo mà về nói bây giờ xin con về để cho nó ăn học, chứ giờ hai đứa mình nghèo hết mà để con này chờ nữa nó ra ngoài thành nó học không bằng ra. Rồi thôi cho nó về trển. Ở với mẹ tới giờ luôn. Từ ngày chú bị vậy thì con có về thăm không? Có, mấy ngày lễ tại đi làm công ty. Yeah. Mấy ngày lễ rồi nghỉ được 5-3 bữa thì nó mới về chơi. Về chơi. Chứ còn chú bảy chủ nhật ít như vậy, mấy cái chỉ có mấy ngày lễ mới có về được thôi. Vậy là nó đi nghe vụ gì?
là con như vậy là đưa bố. Đây là chỗ chỗ ngủ của chú Mai nè các bạn. Ở đây là của chú Mai ngủ ở đây. Ở đây thì cũng nhiều người quen biết, bà con hàng xóm cắt cho cái nhà của cha chú Mai thì cũng lâu lắm rồi nên bây giờ cũng sụp sệ các kiểu rồi. Đây chú Mai thì ngủ ban đêm thì ngủ ở trong cái mùng này. Ở đây là bàn thờ ba của chú Mai. Còn mẹ chú Mai thì hiện tại thì đang bị bệnh, nhưng mà cũng bị về cái thần kinh đó các bạn. Đây là chỗ mẹ của chú Mai ở. Chỗ mẹ của chú Mai ở cái nhà sát bên, không gọi là cái nhà mà cái trại luôn các bạn. Đây là chỗ của mẹ của chú Mai. Đây là chỗ bếp nấu ăn, nhưng mà mẹ của chú Mai nhập viện mấy hôm nay không có ai nấu. Chuối phơi khô. Rồi là bắt đầu ổng té cái đầu một gan đó, tôi tính là ổng bị cái đó thôi chứ tôi đâu biết bị gì, tôi mới bưng ổng đi. Bưng ổng đi ra tới bệnh viện 12 á thì người ta chạy, người ta nói không được. Nên hình trảnh là một ngày một đêm là người ta kêu tôi đóng 15 triệu mà trong mình tôi có 200 ngàn thôi. Rồi tôi mới nói giờ cái ông bác sĩ nói giờ cứu người liền đi, kêu ký nợ. Tôi ký cho tới là gần 70 triệu. Rồi vừa xong á, bắt đầu với này họ bán miếng đất này rồi họ bán miếng đất bên đây là được có nhiêu, có 65 triệu, thì chưa đủ tiền đóng. Thì anh của tôi mới đi qua bển làm giấy bảo hiểm lên thì người ta không trả lên đồng nào hết. Từ đó tới giờ người ta mới cho thuốc anh thôi, chứ còn hồi lúc trước thì anh không có một đồng nào hết, là lúc hai anh em tôi khổ. Còn bây giờ thì hiện tại thì anh Mai ở thì có ai chăm sóc không? Có ai đâu, có bà mình bà. Mình bả bị bệnh bả đi rồi, nhưng anh em thì cứ ra như nấu cơm hay là dĩa đá gì ăn tại chỗ luôn. Rồi tụi tôi phụ rửa gái rồi vậy thôi, chứ còn ngoài ra là ảnh không có đi đứng gì được hết. Đó, nói chung ra là mấy anh em mà chúng đây mà giúp giùm được gia đình thì cũng rất là vui mừng. Cho ảnh số tiền để ảnh có cái xe lăn á, tụi tôi ra để tới đây lui cho ảnh đi được là tụi tôi rất mừng. Mong mấy anh em là vậy, giúp đỡ cho ảnh. Khỏe. Cái tay là mình phải bóp thường xuyên hay sao? Lâu lâu em hút nó lại chơi mà nó bớt, chứ đâu có ai là bóp thường xuyên. Nhưng mà em hút nó bớt thì nó đỡ. Còn không bóp là nó lâu nó sẽ co lại. Nó rút em như giờ anh dù đây là anh vịn dây là đâu phải là anh nắm đâu, tự nó quấu vô luôn à. Dạ. Bởi vậy mà để gì vô tay mà muốn lấy gì là phải gỡ chứ đâu có buông ra được. Dạ. Chỉ rút vô vậy thôi. Muỗng thì anh cầm cái muỗng, chỉ anh cầm kẹp kẹp thì dích thôi chứ nó đâu có cầm chắc được cái muỗng đâu. Anh ăn thì chỉ có lấy cái muỗng kẹp kẹp rồi múc vậy thôi. Qua đây anh đâu có quay qua được. Anh đi quay. Giờ bữa ông đi mần hồ nữa rồi ông bỏ rồi thì. Cái này về bác sĩ ở dưới nói là về uống thuốc thôi chứ là không có chăm cứu. Nói này mà chăm cứu là bị liệt luôn. Nhưng mà không chăm cứu cứ uống thuốc thì 5-7 năm là cái vụ thời gian dài thì chứ không phải là ngắn được. Có thể là phục hồi lại từ từ. Chứ mà chăm cứu là liệt luôn. Ở đây là không có đi chăm cứu được. Thì là có thuốc thì uống, không có thì thôi, không có đi chăm cứu được. Nhai được chút mà đưa ra họ nó rút vô người.
Cái đó là mình mua hả anh? Hay là tặng? Nãy anh mua cho nè, anh đưa tiền chiếu. Bảy nó bên nãy gì anh cũng cho. Vô lại anh bảy nào? Bảy chảo nè. Rồi bảy chảo có rồi, nó mới đem lại cho hả? Anh mua. Mua trên mạng á. Rồi rồi. Anh Tâm, em cũng không có gì hơn, em ở thành phố xuống cũng chưa biết nhiều, em có chút ít, em gửi anh mua thuốc uống. Dạ, lần sau khi mà em đăng clip này lên mà khi có anh chị nào Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó thì có thể liên hệ trực tiếp anh hoặc em, nhưng mà em có thời gian rảnh thì em sẽ xuống anh nữa. Dạ. Thuốc bên đó mà thuốc bên đó nhạt đó này. Chục bịch phải hai ba người rủ mua mình nó mới giao. Mua thuốc gì chú? Thuốc ở bên An Giang á, thuốc cái với ấy thuốc thì đó. Thì sao chú tiền. Mua một lần luôn đi. Mình không có đủ tiền. À, bao nhiêu tiền? Một chục bịch là 3,5 triệu. À. Là mai mốt người ta giúp á, mình mua chục bịch luôn á. Dạ. Mình xài từ từ. Dạ. Mà mai mốt nếu có giúp rồi thì cứ mua thẳng chục bịch. Tại vì một chục bịch ra bển nó mới giao qua. Dạ. Mà ở đây vòng vòng đây cũng có nhiều người uống. Dạ. Rồi rủ. Dạ. Người ta hết thuốc mà mình hết trước thì mình phải chờ. Chờ đủ một chục bịch rồi bắt đầu là điện cái bển người ta mới đem qua. Dạ. À, chú ơi, có cái anh Đạt ở bên Mỹ á, thì anh có gửi về 500 đô và anh nói là đi gặp người nào khó khăn á thì trích ra một ít để giúp á. Thì hôm nay con xuống đây thì con kiểm tra cái hoàn cảnh của gia đình mình đó. Dạ, thì con thấy hoàn cảnh của gia đình mình cũng khó khăn vậy đó. Thì con trích ra 2 triệu đồng để gửi cho chú để nếu chú trang trải thêm, mua thêm đồ ăn rồi thuốc men rồi thêm khỏe mạnh. Dạ, rồi đây con gửi chú ạ. À. Cho chú cảm ơn anh Đạt với, dạ, với em. Dạ thôi chú giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Tụi con ghé thăm ghé rồi thôi con xin phép. Rồi, nếu có dịp thì con ghé lại ha. Dạ, dạ rồi, con chào chú. Cảm ơn, chào chào. Thôi, cảm ơn mấy anh em.